mạng xã hội thì chắc mọi người ở đây ai cũng dùng có bao giờ anh em mất mấy tiếng chỉ vì chửi nhau với một thành phần nào đó trên mạng xã hội không hoặc thấy một ai đó sỉ nhục idol của mình xong mình còn bát mõm với họ cả buổi hôm đó dù mình nếu biết họ là ai ví dụ tôi ấy ngày xưa tôi fan messi xong mấy ông cứ nói mua tài trốn thuế ba la mây mây xong tôi cãi nhau với mấy ông đấy cả buổi mất hết cả việc mà có được cái tích sự gì đâu đã thế còn mang cục tức vào người Tôi đéo thể nào ngủ được, nghĩ mà nó cay anh em à. Vậy nên tôi đã quyết định làm video này để cho anh em thấy. Cái mạng xã hội này không khác gì cái thùng rác cả. Ai thích vứt cái gì nên đấy thì vứt, quăng cái gì nên đó thì quăng. Dĩ nhiên mình không phủ nhận lợi ích của mạng xã hội, nhưng mình mong anh em có cái nhìn đúng đắn hơn khi sử dụng chúng. Thôi bắt đầu nào. Vẫn như thường lệ mình vẫn kể một câu chuyện nhé. Đây là a cũng như bao ngày khác a vừa trải qua một ngày làm việc mệt nhọc vừa về nhà a đã vào giường nằm và lấy điện thoại ra vào mạng xã hội đang lướt điện thoại thì thấy tin một đứa nào đó giật chồng cướp bồ của bạn thân do vừa có một ngày làm việc mệt mỏi lên a đang rất bực tiện thể có bài đăng này như có động tác để a xả sự bực tức của mình vào a lao vào bình luận chửi bới trên bài viết đó sau đó có một vài thanh niên phản hồi lại và a đã combat mõm với họ suốt cả tối vì quá bực mình không cãi lại mọi người dẫn đến cơn đau tim của a tái phát Maya được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó trong bệnh viện lúc đang nằm chờ bình phục, A lấy điện thoại ra xem. Thì thấy tất cả bài viết trên chỉ là trò câu view trên mạng xã hội. Đã được cơ quan chức năng làm rõ là không có sự việc nào như vậy cả. Sau khi ra viện A vẫn bắt đầu cuộc sống của mình như bình thường. Nhưng khi A lại lên mạng xã hội, A thấy có người đang nói xấu thần tượng Ronaldo của A. Bảo Ronaldo của A là bảy tạ. A quyết định phải tìm cho ra người đó là ai ở ngoài đời và dạy cho người đó một bài học. Via đã thức cả đêm để tranh luận với người đó. Sau khi truy tìm được địa chỉ, A đã đến nhà người đã tranh cãi với mình. A ngỡ ngàng bật ngửa khi biết người tranh cãi với A chỉ là một cậu bé học lớp 4. A đã quyết định dừng mọi chuyện ở đây và không tranh cãi với cậu bé nữa. Trong lúc đi về A ghé vào một quán cà phê. Ở đó A nghe thấy người ta đang dạy nhau cách tăng tương tác cho bài đăng. Bằng cách tạo ra các thông tin sai lệch cho các thần tượng bóng đá của giới trẻ để họ cãi nhau và tăng tương tác. A đã rất tức giận khi viết sự thật và đánh nhau với họ. Kết quả A bị phạt hành chính vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Còn kẻ đăng tin sai sự thật thì bị khâu bảy mũi. Từ sau vụ đó A chỉ lướt mạng xã hội qua qua để biết thông tin thôi. Cũng không còn quá chú ý về mấy bài đăng kiểu gây tranh cãi hoặc bôi nhọ người khác nữa. Còn mấy thanh niên đăng bài sai sự thật, sau khi đăng nhiều bài như vậy nhưng không ai để ý, không kiếm được tiền, vậy là họ cũng đã bỏ nghề viết bài láo trên mạng xã hội. Qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta cùng nhìn lại nào. Thứ nhất khi A đi làm về mệt, mọi sự bực tức dồn nén. Khi lên mạng xã hội đọc những bình luận ngứa mắt quá, A không thể chịu nổi và cãi nhau với họ. Kết quả là chính bản thân A là người bị thiệt, vừa bực mình, vừa đau tim. Mà khéo người cãi nhau với A họ đã quên chuyện bình luận trên mạng xã hội rồi. Họ đang ngồi cười nói vui vẻ hoặc đi chơi với người yêu họ. Vậy suy ra cãi nhau trên mạng xã hội chỉ thiệt bản thân mình chứ chẳng thiệt ai cả nên mình khuyên mọi người hãy kiềm chế bản thân khi tranh luận trên mạng xã hội. Gặp đứa ngang quá thì thôi, coi nó như đứa không não đi. Đừng đôi co với họ, không lại tổn thọ. Thứ hai là khi A tranh luận về thần tượng của mình, A đã đến tận nơi tìm đối tượng cãi nhau với mình đêm đó. A phát hiện ra đứa cãi nhau với mình chỉ là một cậu bé lớp 4. Nếu ở ngoài đời mà nhìn thấy nhau chắc chắn A đã không cãi nhau lâu như vậy. Vì A sẽ nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ con thôi chấp làm gì. Vì vậy chúng ta không biết đối tượng tranh cãi của chúng ta là ai. Đằng sau tấm màn hình kia có phải là một thanh niên ngáo ngơ nào không? Chúng ta không hề biết họ trải qua những gì, họ nhìn nhận cuộc sống như thế nào. Nên tốt nhất cũng ta hãy đừng cay cú và nghĩ đứa bên kia màn hình là một đứa ất ơ nào đó. Cái cuối cùng là A đi đánh nhau với đứa đăng bài sai sự thật. A đã phát hiện ra mình chỉ là công cụ của mấy thành phần vì lợi ích mà bán rẻ lương tâm. A đánh họ không phải vì nói sai cho thần tượng của A. A đánh họ vì A nghĩ A và cậu bé kia đều là công cụ của bọn câu like, câu view mà thôi. Và cũng chính vì những bài viết sai sự thật đó, đã đến tay nhiều người đọc được. Và sẽ đầu độc vào tư tưởng của họ những suy nghĩ sai trái lệch lạc. Và quan trọng nhất là nếu có cái ông nào mà là nạn nhân bị vu oan thì chỉ có chết thôi. Vì xã hội ngày càng áp lực, ông nào bị vu oan thì sẽ là cái kho, cái thùng rác để xả stress của cư dân mạng. Các bạn nghĩ xem dân mạng đi làm về mệt đang điên thì chớ vớ được ông nạn nhân. Họ băm cho tơi tả luôn, lúc sau bóc trần sự thật xong rồi tính sau. Mà khéo họ ngủ sau một đêm họ quên là họ bình luận gì rồi. Họ ngủ rất ngon lành. Còn ông nạn nhân thì bị một trận nhớ đời. Qua phân tích trên mình chỉ mong mọi người trước khi có thông tin gì đấy chưa xác nhận. Chúng ta cứ ngồi hóng cái đã, mà đã chót chửi nhau rồi xin hãy kiềm chế. Vì chúng ta không biết đằng sau tấm màn hình kia là ai. Người ta đã trải qua những gì, người ta có bị đầu độc thông tin không hay họ đã trải qua những thứ tiêu cực trong cuộc sống nên đã làm họ trở thành như vậy tất cả chúng ta nên học chữ nhẫn khi sử dụng mạng xã hội mọi người hãy cứ nghe cứ xem thôi còn đúng hay không thì chưa biết hãy để thời gian trả lời